buổi sáng rất là tuyệt vời. Thì sáng hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái chủ đề mà nó gọi là hot nhất hiện nay, gọi là live stream. Trước khi chia sẻ chủ đề thì mình cũng giới thiệu sơ về mình. Chứ có nhiều bạn sẽ online trên YouTube, trên cái kênh BTV, các bạn cũng không biết về mình. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Hiện tại là mình 42 tuổi và mình đến từ tỉnh Khánh Hòa. Trước đây 20 năm vào Sài Gòn thì mình cũng không có cái gì hết, cái chiếc xe đạp còn không có để đi. Mình nhớ cái ngày đầu tiên vào Sài Gòn là cũng không có tiền để ở phòng trọ. Mình đi bộ từ quận Tân Bình xuống quận Tư. Trên con đường Tôn Đản có cái hẻm của nhà bạn, chú của một bạn. Chú của bạn cái thời đó không có điện thoại, chỉ cầm mỗi cái địa chỉ thôi, 20 mấy năm trước. Và vào đó ở nhờ nhà chú 10 mấy ngày để tiền mình ít quá, mình thấy mình trả phòng trọ là mình không còn tiền nữa, nên ở nhờ nhà chú, chỉ trả tiền ăn thôi. Mà chừng xong 10 mấy ngày thì chú cũng không lấy cái gì hết luôn. Cảm ơn cái một người chú rất là tuyệt vời. Và thấm thoát thì vào đây mà đã ra mà làm kinh doanh, thấm thoát bây giờ cũng đã hơn 20 năm làm kinh doanh rồi. Và nó đem đến cuộc sống mình có những trải nghiệm rất là tuyệt vời. Thì hôm nay cái Facebook mình nói về chủ đề live stream, và mình nói mười mấy cái mẹo mà các bạn cần phải chuẩn bị để các bạn live stream cho nó tốt. Vậy thì trước khi nói về những cái mẹo đó thì mình muốn nói đến các bạn là live stream nó như thế nào. Vậy thì cái live stream nó xuất hiện cũng khoảng hơn một năm đổ lại đây, do hai ông khổng lồ đó là Facebook và Google, mấy ông bày ra cái trò này, tức là mình nói chung mấy ông làm ra cái công nghệ này để cho chúng ta được hưởng lợi rất là tuyệt vời. Ông Facebook thì live stream trực tiếp trên Facebook, còn ông Google thì live stream trên YouTube. Tuy nhiên các bạn thấy rằng là trên Facebook thì người ta làm dễ hơn, tại vì nhiều người hay vào Facebook và họ làm trực tiếp rất là dễ, nên các bạn hay nghe nói live stream trên Facebook. Thực chất là live stream trên YouTube người ta làm rất là nhiều, và toàn là những cái nơi chuyên nghiệp họ làm, họ chạy cả ngày đêm. Các cái chương trình phát bóng đá, các chương trình show ca nhạc thời trang rồi đó, hoặc các cái chương trình game họ phát cả ngày đêm. Nên là do hai ông Facebook và Google ông đóng góp để ông làm ra cái thế giới nó phong phú. Vậy live stream nó là gì? Để mình hình dung cho các bạn hình dung. Chứ nhiều lúc rồi chúng ta cứ dùng cái từ live stream mà chúng ta mặc định chúng ta hiểu live stream nó là gì. Vậy thì nói như vậy nè. Hồi kia các bạn có hay xem truyền hình trực tiếp không? Trên trực tiếp trên truyền hình á. Ví dụ là chương trình Táo Quân Tết á, các bạn thấy truyền hình trực tiếp. Trực tiếp bóng đá là cái chúng ta hay thấy, hoặc là các cái chương trình những cái chương trình ca nhạc lớn đó. Ở trên đài truyền hình Việt Nam là các bạn thấy hai truyền hình trực tiếp, hoặc là chương trình HVTV7, 9 rồi đó, các bạn thấy hai truyền hình trực tiếp. Thì hồi kia mà truyền hình trực tiếp á, chỉ có cái ông truyền hình ổng mới làm nổi thôi, tại vì ổng có đầy đủ trang thiết bị, kinh phí, con người và nguồn lực. Nhưng mà ngày hôm nay quá tuyệt vời, cái công nghệ, mình phải nói là thứ nhất là cái công nghệ. Video bây giờ ai cũng có, điện thoại smartphone rất là thông minh, internet thì rất là tuyệt vời. Và cái thứ hai là cảm ơn hai ông nhà mạng chính là ông Facebook và ông Google đã góp phần làm cho cái việc mà truyền hình trực tiếp đó, phát trực tiếp đó, nó đơn giản đi, một người tay mơ vẫn làm được. Và các bạn thấy không ạ, ngày nay mấy ông truyền hình cũng mạnh luôn, cũng phải cạnh tranh với những người cá nhân, họ rất năng động, họ rất là sáng tạo, họ cũng phát được truyền hình. Tại sao các bạn không xây dựng cho mình một cái kênh truyền hình riêng? Nếu bạn ra làm kinh doanh, bạn hình dung cái bức tranh của mình chia sẻ cho. Cái đây là một cái mà nó rất là ý nghĩa, và không phải thời đại nào chúng ta cũng làm được, kể cả cái mô tiếp này chúng ta mới có hơn một năm đổ lại đây thôi, chứ cũng trước kia muốn cũng khó lắm, vô cùng khó. Vậy các bạn hình dung ra cái chỗ này chưa? Bây giờ là các bạn đã cảm nhận ra được cái chỗ này. Cái tiếp theo mình muốn chia sẻ bạn, thì tại sao chúng ta phải live stream lên online? Các bạn cái
live stream là mô hình mà nó rất là hot, nó rất là nóng bỏng, nó rất là được ưa chuộng hiện hiện tại. Vì sao? Nó vừa mang tính giải trí, thứ nhất mình muốn nói bạn là nó mang mang tính giải trí. Như thế nào là mang tính giải trí? À, ví dụ như là bây giờ mình đang phát live stream cho bạn xem, hoặc là bạn đang phát live stream cho mình xem, thì mình cũng tò mò cái cách bạn diễn nó như thế nào, bạn tự diễn nó như thế nào. Ok, hoặc là đang ngồi suy nghĩ cái gì đó, tự nhiên có một bạn mà nó phát live stream lên nó hát nghêu ngao, các bạn dùng chưa, hoặc là một người nào đó họ live stream họ đang trồng cây cảnh rồi đó, à thú vị, họ đang live stream cái cách họ cắm hoa, thú vị. Nó có những cái mà nó làm cho chúng ta quan tâm, tức là thứ nhất nó mang tính giải trí, cái thứ hai là nó mang tính rất là thực tế. Đây nè, live stream này nó đâu có mình mà nói trực tiếp với các bạn nè, bạn nhận đâu, thì từ ánh mắt khuôn mặt của mình, cái cách mình nói lắp nói ngọng, mình là người nói ngọng nói lắp, các bạn nói cà lăm có một chút ngọng nữa, thì các bạn thấy được cái con người thật của mình hết. Nó rồi, hoặc là bạn quay một cái cảnh bán hàng trực tiếp gì đó thì nó rất là thật, bạn giới thiệu sản phẩm tính năng nó rất là thật. Hoặc là bây giờ mình giới thiệu cái quyển sách của mình là quyển sách Vượt Biển Lớn, mình cầm trên tay đây, và các bạn thấy được cái quyển sách mình nó chân thật nó như thế nào. Ví dụ đây là cái món sản phẩm, hoặc là cái quyển sách Vượt Biển Lớn này nó đã được dịch sang bản tiếng Anh là Beyond the Way, và hiện tại đang bán trên Amazon, cái bạn đó mà, nó rất là chân thật và nó làm cho bạn rất là thu hút, rất là cuốn. Bạn hình dung ra cái bức tranh này này là cho rồi, cái live stream nó tạo ra cái tính tương tác. Tương tác nghĩa là bạn nói chuyện trực tiếp với mọi người đang xem online này, bạn comment, mọi người comment là bạn trả lời, tương tác. Tương tác qua tương tác lại, thậm chí bây giờ Facebook nó còn cho chúng ta live stream một lúc tới hai người nữa, cái tính năng này nó rất là tuyệt vời. Ok, và nó cái tiếp theo nữa là cái trực quan cao. Các bạn biết là khi mà các bạn viết bài thì người ta chỉ đọc thôi, người ta không thấy chụp hình, thì hình nó cũng đẹp đó, nhưng mà nó không có trực quan, nó không có thấy được bạn diễn tả, tức là trực quan tức là thấy được trực tiếp luôn. Tức là chính vì những cái yếu tố đó mà Facebook live stream hoặc YouTube live stream á, nó làm cho mọi người thuốc và mọi người thích. Bình thường mà bạn lên theo Facebook mà thấy live stream đó, bạn cũng muốn dừng lại bạn bạn mà xem, dù bạn rất là bận, bạn có cảm giác là này, nó cái yếu tố vừa rồi mà nó làm cho thu hút. Thì thì livestream hiện tại người ta ứng dụng cho cái gì ạ? Ứng dụng cho việc là tổ chức sinh nhật. Bạn đang sinh nhật bạn livestream cho nhiều người xem cũng 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 được. Bạn có một cái sự kiện gì đó, bán hàng gì đó, bất động sản rồi gì đó, bạn livestream cho mọi người xem cũng được, đúng không? Hoặc là một cái cuộc họp, bạn có thể là tạo ra một cái group, và trong cái cuộc họp những người nhân viên ở xa không làm được thì bạn tạo ra một cái cuộc họp rồi chúng ta livestream đúng trong cái group đó thôi. Và thế mà mọi người ở đâu cũng cũng thấy và cũng có thể tương tác được qua cuộc họp. Ví dụ như là nhân viên của bạn ở khắp mọi nơi thì làm sao tổ chức được, thì tới cái giờ đó livestream, cái mô hình livestream hồi kia họp hội nghị truyền hình từ xa tốn kém lắm các bạn. Vậy thì livestream nó còn giúp cho chúng ta gì, buôn bán sản phẩm giới thiệu thương hiệu rất là nhiều nhiều thứ. Hay là mình gọi một cái từ nó cao cấp hơn, đó là gì ạ? Là cái mô thức livestream nó là mô thức gì ạ? Nó phát triển cho chúng ta đến một cái mình gọi là marketing tương tác, nó rất là cao, gọi là tiếp thị tương tác á, nó rất là cao, và chúng ta ứng dụng trong kinh doanh nó rất là tuyệt vời. Nó ứng dụng giữa tương tác gì, kết hợp giữa internet các công cụ thiết bị với mạng xã hội, cộng với con người nữa, ba cái đó, internet nè, các mạng xã hội nè, cộng với con người nữa, và ba cái đó nó kết hợp lại và chúng ta tương tác được với nhau, nên mang tên nó gọi là tương tương tác.
tương tác như thế nào nữa? Tương tác giữa người bán hàng là người trực tiếp phát này với người mua nó rất là tuyệt vời các bạn nhé. Tương tác được trực tiếp, tương tác cái gì? Tương tác giữa thương hiệu của bạn à, thương hiệu sau này, ví dụ bạn là công ty lớn thì bạn có thương hiệu riêng, với cái người đại diện thương hiệu, cũng có thể là hot girl, cũng có thể là những cái ca sĩ nổi tiếng hoặc là cái những người mẫu nổi tiếng. Ok chưa? Mà bạn bước vào cộng với người tiêu dùng và sản phẩm của bạn, các bạn hiểu cái sự tương tác. Và nó tương tác cái gì? Tương tác giữa người tiêu dùng, những khách hàng, giữa khách hàng với nhau à, và cái điều này nó rất là tuyệt vời. Nó tạo ra, người ta gọi là tạo ra marketing tương tác nó rất là cao à, và chúng ta có thể là tương tác với tất cả mọi người ở tất cả mọi nơi à. Và chúng ta có những cái gì ạ? Chúng ta có những cái mẹo. Bây giờ bắt đầu là các bạn hiểu rồi thì bây giờ mình nói đó, chúng ta có những cái mẹo. Cái mẹo để chúng ta làm sao đó để chúng ta truyền hình trực tiếp cho nó hiệu quả hơn. Cái mẹo thứ nhất đó là mình nói về cái mẹo về khởi động, chọn lựa. Thì trước tiên, mẹo thứ nhất là trước tiên bạn phải chọn cho mình những cái thiết bị kỹ. Tại vì những cái mẹo này mà các bạn làm việc tốt á thì tự nhiên cái cuộc live trên mạng nó thành công hơn và nhiều người theo dõi hơn. Bạn hình dung chưa? Vậy bây giờ bắt đầu mình nói với bạn. Cái mẹo thứ nhất là bạn phải chọn cho mình một cái điện thoại smartphone nói chung khá tốt một chút xíu, bằng điện thoại Android hoặc là iPhone à, phần mềm iOS đó à, để chúng ta live stream nó được tốt hơn. Tuy nhiên nếu mà bạn nào mà chọn điện thoại iPhone á thì nó thuận lợi hơn, bởi vì iPhone cho phép chúng ta là live stream theo đúng và live stream theo ngang luôn. Bạn hình dung chưa? Thì nó làm cho bạn cái cục live stream nó dễ dàng hơn à, còn Android thì phần lớn là Android là chỉ đứng thôi, không có ngang được à, thì tùy các bạn đang có cái gì thì bạn dùng cái đó. Tuy nhiên nếu mà bạn có điều kiện thì bạn sắm những cái mà nó tiện lợi hơn. Rồi cái đó, cái thứ hai là chúng ta cần chỉnh cái góc quay, cái góc camera màn hình. Ví dụ cái đây là cái màn hình, bạn đừng có để màn hình trước mặt bạn luôn, người ta không có thấy. Bạn nên chỉnh qua một bên, hình của bạn nằm một bên, hoặc là nếu các bạn dây ngang thì mọi người dễ thấy hơn, nó bự hơn, hình bạn nằm bên thì phía bên đây là phía sau lưng của các bạn, nhưng mà ở phía sau lưng này các bạn sẽ thấy được nhiều thứ không. Cái đó là cái mẹo thứ hai để mọi người thấy được cái background phía sau lưng của bạn à, mọi người thấy được sản phẩm, hoặc là bên này các bạn mướn cái con người mẫu, ví dụ vậy à. Cái thứ hai là cái tiếp theo, cái thứ ba, cái mẹo thứ ba là các bạn phải luôn live stream nhưng mà luôn nhìn những cái bình luận ở phía bên dưới à, luôn xem những cái bình luận ở dưới bên dưới để xem mọi người có gì để chúng ta gì à? Để chúng ta hỏi, chúng ta nói chuyện à, chúng ta xem thử mọi người làm cái gì ở trên đó à, để chúng ta trao đổi trả lời với họ luôn à. À, nếu mà lỡ mà các bạn mất tín hiệu á thì sao? Thì chắc chắn là trước khi live stream á, cái đó là cái mẹo thứ tư các bạn. Trước khi live stream á thì các bạn phải như thế nào ạ? Các bạn phải chọn cái chỗ nào có wifi tốt à, hoặc là các bạn chuẩn bị những cái bộ phát 3G hoặc là 4G. Bây giờ có 4G rồi, nó cũng khá là mạnh à, để chúng ta phát live stream. Chứ mà live stream mà cứ đang live stream mà nó ngắt live stream, mọi người bực mình lắm, là thế là cái lượt view nó không có cao à. Rồi tiếp theo nữa à, cái thứ năm là các bạn phải biết cách viết cái tiêu đề giật lên, viết cái tiêu đề của live stream ấy, giật lên cho nó hấp dẫn à. Tuy nhiên mọi người thường thường là mọi người hay quên cái chỗ này nè, mọi người rất là hay quên cái chỗ này, quên đi cái chỗ viết mô tả. Thực sự chúng ta viết mô tả nó giật, nó hấp dẫn lên thì tự nhiên là mọi người họ sẽ thích xem. Ví dụ như là lần vừa rồi mình đi ăn á, và sáng mình đi tập thể dục ngoài trời và nó rất là mù, nên mình mới giật cái tiêu đề là
sáng dậy đi săn ma ở London, thì mình thấy là mọi người vào xem rất là nhiều, tức là cái tiêu đề chúng ta phải giật lên thì mọi người sẽ xem. Hoặc là nếu mà mình livestream cái đoạn này thì mình sẽ nói là 17 bí quyết để làm sao livestream tăng lên cả 1000 lượt xem, thì các bạn sẽ mọi người họ quan tâm tiêu đề này thì họ sẽ rất là bị thu hút. Ok chưa? Cái tiếp theo là cái mẹo thứ năm rồi. Cái mẹo thứ năm hay mẹo thứ sáu các bạn ạ. Mẹo thứ năm hay mẹo thứ sáu gì đó rồi. Ok chưa? Vậy thì trước khi live stream thì các bạn phải gì ạ? Các bạn phải chọn cái mình gọi là chọn cái chúng ta phải quảng cáo. Chúng ta phải quảng cáo, chúng ta có khoảng 10 phút đầu để chúng ta quảng cáo theo dạng ấp ấp mở mở. Chúng ta sẽ nói là mọi người sẽ xem, mời mọi người vào, mời mọi người share đi, và tôi sẽ chia sẻ những cái điều rất là tuyệt vời. Khoảng 100 người nữa thì chúng tôi sẽ chia sẻ, tức là chúng ta cứ liên tục nói ấp ấp mở mở và yêu cầu mọi người comment, yêu cầu mọi người share đoạn mình đi, thì tự nhiên là cái đoạn livestream của mình nó sẽ được gì ạ? Được quảng cáo rất là tốt hơn. Ngoài ra chúng ta cũng có thể là chọn đúng thời điểm để các bạn livestream, thời điểm là buổi sáng, buổi chiều hay là buổi tối hay là buổi khuya, thời gian nào nó phù hợp với cái phân khúc khách hàng của bạn. Bạn hình dung chưa? Cái khi mà nó phù hợp với phân khúc khách hàng của bạn thì nó sẽ thu hút hơn. Ví dụ như là bạn livestream có những lĩnh vực thì các bạn livestream khuya thì nó phù hợp với phân khúc khách hàng của bạn hơn. Nhiều lúc livestream đông nhưng mà cũng không làm gì. Quan trọng nhất á là cái lượt xem nó đông á nhưng mà nó phù hợp với phân khúc khách hàng của bạn thì nó phù hợp hơn. Có những lĩnh vực bạn livestream cho cái giá phòng thì dĩ nhiên là ban ngày. Còn buổi tối thì có thể là khác, hoặc là buổi khuya biết đâu livestream đá bóng thì lại là nhiều người lại xem hơn. Các bạn nhớ chứ không phải là lúc nào cũng ban ngày, không phải là lúc nào cũng cái giờ đó. Quan trọng là chúng ta tập trung vào cái tiệm khách hàng của chúng ta, thì tại vì ở đây chúng ta không phải là livestream để đông người xem, mà chúng ta livestream ngoài cái đông người xem mà nó đạt được cái tiêu chí về bán hàng nữa. Chúng ta cần có một cái kế hoạch tốt cho cái buổi livestream, một kế hoạch rất là tốt. Không biết là cái này là cái thứ năm, cái thứ sáu, cái thứ bảy gì rồi đúng không? Cái lý do cái thứ sáu, thứ bảy rồi. Các bạn cần có một cái kế hoạch tốt. Chúng ta đừng cứ livestream ngẫu nhiên, cũng livestream ngẫu nhiên cũng được, nhưng mà chúng ta cần phải có nội dung đúng không? Chúng ta phải biết là chúng ta nói gì. Chúng ta cũng phải biết là chúng ta muốn livestream về vấn đề gì. Chúng ta cần có kế hoạch suy nghĩ trong đầu trước, hoặc lên một plan trước. Hoặc là chúng ta cũng cần quan tâm là người nghe họ muốn nghe cái gì. Chứ đừng cứ bật livestream lên rồi để im, rồi nói rồi không biết nói cái gì. Và tiếp theo nữa là chúng ta cần phải gì ạ? Gắn kết người xem với nhau. Nghĩa là chúng ta cần phải chào từng người, thấy ai đó vào chào bạn Tuấn, ok, chào bạn Giang, ok chưa, chào bạn Hạnh, các bạn rồi hình dung chưa, rồi nói các bạn comment vào, rồi chúng ta trả lời những cái comment của các bạn, các bạn như chưa, tức là cái đó người ta gọi là gắn kết với nhau, và túng chào mọi người với nhau nên mọi người cảm giác rất là thân thiện, rất là dễ kết nối, và mọi người cảm giác là được chào đón, và họ xem họ cũng là một phần trong cái cuộc nói chuyện hôm nay để chúng ta được tốt hơn. Hoặc là chúng ta hồi nãy mình nói là đầu tư trang thiết bị iPhone thì chúng ta cần phải đầu tư rất là nhiều thứ nữa các bạn ơi. Nếu mà chúng ta muốn livestream tốt thì có thể là chúng ta đầu tư cái máy đứng, hoặc là chúng ta livestream trên cái laptop thì chúng ta đầu tư một cái máy laptop tuyệt vời. Hoặc là chúng ta livestream thì chúng ta cần có cái cây công cụ chống rung, hoặc là có rất nhiều cáp, hoặc là các micro, hoặc là chúng ta như vụ mà livestream thì mình chuẩn bị những cái quyển sách ở đằng trước này để mình đưa lên cho các bạn thấy.
các bạn như qua chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ những trang thiết bị hoặc là những cái bảng để cần thì chúng ta viết. Cái đó là chúng ta đầu tư chúng. Tiếp theo là chúng ta chọn ánh sáng cho phù hợp. Ví dụ cái căn phòng mình là ngay buổi sáng sớm vô, rất là sáng này, mà đang quay này các bạn ơi, cái mặt mình là hướng ra đây này, các bạn thấy nó sáng hơn nè. Chọn cái căn phòng sáng rất là phù hợp. Ok à. Chúng ta cũng chọn cái âm thanh. Nếu mà âm thanh tệ thì người ta nghe không được, bực lắm. Có những đoạn livestream mình thấy âm thanh nhỏ quá nghe không được, bực mình, người ta không thèm xem nữa. Nên là chúng ta cần những cái âm thanh tốt hơn. Trước khi vào thì chúng ta phải giới thiệu cái bối cảnh. Bạn là ai, bạn đang làm nghề gì và hôm nay bạn nói chuyện về những cái gì, và cũng giới thiệu sơ qua một số lọt. Hoặc là các bạn có thể kể một số cái câu chuyện để cho mọi người biết. Và đừng có gì ngại hết. Cái lưu ý tiếp theo là không có gì ngại hết. Bạn không có gì mà bạn phải ngại hết. Có nhiều người cứ ngại, cứ ngập ngừng, cứ sợ đấy. Mình cứ tự nhiên ta hãy luôn là chính mình. Mình khóc thì mình khóc, mình cười thì mình cười, mình thích hát thì mình thích hát. Các bạn nhớ chưa? Các bạn thấy có rất là nhiều người họ là chính họ, nên họ nổi tiếng qua một đêm sau khi họ livestream. Ví dụ như ca sĩ Lệ Rơi các bạn không? Hoặc là bà Tân. Các bạn biết bà Tân do gì? Những người đó là họ mình gọi là nổi tiếng qua một đêm. Và hiện tại rất là nhiều người theo dõi họ. Hoặc là có những người là ca sĩ Lệ Rơi, bà Tân với Anna Kenny Sang. Hoặc là gần đây là bạn Lâm Hằng gì đó, đúng không? Là những người mà họ biết tận dụng. Nó là cứ là chính mình thôi, không có gì ngại, không có gì hết. Và tiếp theo nữa là để mà phong phú hơn cái mẹ, tiếp theo nữa là các bạn nên có, tùy theo lĩnh vực nha, có những lĩnh vực đó là các bạn nên có mời một người mẫu. Những người đẹp, không biết sao người đẹp là bị thu hút lắm. Mời người đẹp cùng live stream chúng, thì như dạng người mẫu á, chúng ta cùng live stream chúng. Thì như vậy nó thì ơi, các cái thương hiệu lớn họ hay làm nó như vậy. Và chúng ta nên và một cái mẹ tiếp theo là chúng ta nên chuẩn bị live stream với việc cho quà tặng, hoặc là tặng sẵn sàng cho đi, hoặc là sau đó chúng ta offer, chúng ta bán một cái sản phẩm gì đó. Nếu mà các bạn live stream mà không có nội dung hay là không tốt thì nó cũng không có được. Vậy thì vừa rồi tất cả những cái mẹo mình tổng kết lại là nó 17 cái mẹo các bạn. Tất cả là 17 cái mẹo mình liệt qua cho các bạn để các bạn xem. Và mình tin rằng là sau đoạn video này thì các bạn mạnh dạn live stream hơn. Ngày nay trên điện thoại là các bạn bấm lên là các bạn live stream được rồi. Trên laptop phần lớn, nếu mà các bạn dùng laptop MacBook thì hầu như là cũng hỗ trợ để live stream rồi. Còn mà cái laptop nào chưa hỗ trợ thì các bạn lên trên mạng, các bạn search và các bạn download cái phần mềm OBS, chữ O, chữ B, chữ S. Đó, là nó viết tắt từ Open Broadcaster. Ok chưa? Là chúng ta sẽ các bạn sẽ live stream được ngay. Và mình rất là vui khi giới thiệu các bạn đến cái đoạn này. Thì ngay thời điểm này thì cái việc live stream là một trong những cái chi phí marketing gọi là rẻ và thấp nhất. Ngày nay thì chạy quảng cáo Facebook nó rất là tốn kém, kể cả Google cũng rất là tốn kém. Thì live stream trên Facebook, nếu mà các bạn chuẩn bị kỹ và live stream trên YouTube luôn, thì các bạn sẽ có được nhiều người biết về mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã theo dõi đoạn video này. Mình cũng ráng cố gắng để chia sẻ cho các bạn. Cái đoạn video này không có hướng dẫn về các bạn kỹ thuật. Mình chỉ nói là cái lý do tại sao chúng ta phải live stream, những cái mẹo làm sao chúng ta live stream tốt. Tại hướng dẫn kỹ thuật nó nhùng nhằng lắm. Mình cũng không phải là dân kỹ thuật. Các bạn nhớ, mình không phải là dân kỹ thuật. Mình chỉ là dân kinh doanh và nhìn thấy cái mức độ lỡ của nó, nên là mình chia sẻ. Nếu các bạn muốn biết về kỹ thuật thì các bạn cứ lên Google search thì người ta hướng dẫn rất là kỹ. Tuy nhiên người ta không có nói rõ ra là livestream nó mang những lợi ích gì và các bạn làm gì. Các bạn hình dung chưa? Nên là mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu bạn xem cái đoạn video này thì các bạn nhớ comment bên dưới. Và các bạn nhớ là đăng ký, nếu trên YouTube thì các bạn đăng ký để theo dõi mình. Tại mình quay cả ngàn đoạn lận, mà bây giờ đoạn này là mình hình như là mình mới tới đâu khoảng chưa tới 160 đoạn ở trên YouTube nữa.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ gặp các bạn sau. Bye bye các bạn.